Ok, xin bạn quay trở lại trong clip mới. Và không biết các bạn nghe thấy được cái giọng mình không. Đây là thì... Rồi, thì hôm nay là hôm 26 tháng 4 năm 2023. Và cũng là ngày nó mở cái nó mở server của cái game Honkai Star Rail. Thì những ngày xưa, cách đây khoảng tầm 1-2 năm về trước, mình đã từng cũng là người đầu tiên, một số những người game thủ đầu tiên khi mà trải nghiệm qua tựa game Genshin Impact, và gọi là Genshin không phải là tựa game mà mình thực sự mong đợi. Và tựa game Honkai Star Rail này cũng giống như vậy, nó cũng không phải tựa game mà mình thực sự mong đợi. Bởi vì thì Genshin tự dưng nó kéo được cái mình để ai đây, thì như là Kaka gì đấy, mình nhớ không lầm tên là vậy, tên nhân vật này vậy. Và spoiler một tí, đó là nhân vật này nó sẽ ăn cắp một cái đang đi ship đồ đúng không, con Max 7 hay gì đấy, à mùng 7 tháng 3 gì đấy, nó đang ship đồ vì bị con Kaka này nó rủ thêm mấy bọn là voi hay là cái gì đấy Guardian ở đây để ăn cắp cái đồ được cần gửi ship. Và tí tôi không biết về tôi mình cho tiếng của YouTube này. Ok rồi. Rồi, còn một số đứa, tóc có màu này chắc là sẽ nhân vật tương lai. Ở đây, còn Max 7 gì đấy, có vẻ con gái của Alicia không chị? Còn đứa một thằng cầm gậy. Không biết các bạn nghe thấy không nhỉ? Chứ mình phải để tí bé này thì Kapka gì đấy. What the fuck, đây là chắc đây con mắt nó nút ẩn đúng không nhỉ? Tôi có đây chắc nút skip nhanh hay nhỉ? À hay nút tự động. Rồi. Thời lượng dung lượng mình không có nhiều. Còn là phản vật chất. Thực chất là mình cũng chỉ có xem qua một đoạn video rất là ngắn của anh gì ạ? Cái gì bên Happy Game ấy, tự nhiên mình quên tên anh ấy rồi, hơi bị cay một tí. Thì mình xem được, anh ấy vừa up video trong ngay tối nay luôn, là hôm 26 tháng 4 này. Thì cũng chỉ kiểu là muốn bấm xem qua để mà bởi ngày mai. Hôm nay là nó sẽ đã mở sự kiện ở Quảng, Hồ Chí Minh và Hà Nội rồi. Nhưng mà mình thì mình vướng cái vụ đo đạc của mình cho nên mình không thể đi được. Nên phải ngày mai mình mới đi cơ, tức là hôm 27 ấy. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng kiếm thật nhiều quà về để đi các bạn. Vãi trời chửa. Cái gì ấy? Chiếc cờ đam gì đấy. Cái đẹp có đánh nhau. Vì game này nó theo dạng stun bay hay gì đấy nhỉ, nó gọi thì các bạn hiểu rồi. Đây là đá đánh trường này, kẻ tàng này đánh. Chúng ta có cái 3 ngôi sao gì đấy, nói chung là khởi đầu thôi nên là khá đơn giản. Di chuyển nó kiểu tôi đây nút skip nhanh thế. Còn đây là gì? À chiến đấu bình thường, không thể bằng điều khiển xem qua một tí. Chân dung của Hecta thì mình đã biến quen. Tôi sẽ ngó qua một tí. Chúng ta vừa phát điều khiển luôn nhân vật Kaka này à? À Kaka à? Rồi. Có lẽ là chắc cái voi ca điền hình gì ấy. Có thể mình sẽ nhớ tên sai nhé. Thì không đúng không? Tàu Astra. Rồi, đâu rồi? Lần hai. Đánh đi. Tao phải lấy nó gọi là weakness hay là điểm yếu gì đấy. Chúng ta đánh đúng không? Đánh lần đầu tiên đúng không? Cho nên là đặt lên cái này cái vì đây này được đối phải Yoshi. Ok. Đây đi. Cái cây đây gọi là game stand bay các bạn ạ, cho nên chúng ta có quân hạt hỏi như sao ấy. Wow. À, cũng có animation, cũng có súng đôi. Nhưng em đấy không phải, em này không phải kia nè. Wow.
Dự kiến game nó sẽ ra mắt vào hôm hai năm 2024 cơ, tức năm năm sau cơ, nhưng mà có vẻ game nó ra mắt khá sớm. Mình hy vọng điều đấy sẽ không ảnh hưởng gì đến phần cốt truyện của game hay là chất lượng hoạt động của game sẽ như bị tệ xuống hay nào. Ở đây như thế nào đấy, có khá giống, thực ra còn khá giống đây là Pronia, nhưng đây là Pronia phiên bản Loli hay phiên bản Hana Ban Bunny Hasso gì ấy, sói bạc à? Silver Fang gì ấy quá. Mình rất muốn là ngồi nghe cốt truyện cũng như là ngồi nghe, bởi vì cái game này họ đã dành rất nhiều thời gian để họ có thể lồng tiếng thứ, vì thế nên mình cũng muốn quan trọng. Nhưng tất nhiên thì thời lượng của video nó có hạn nên mình không thể làm cho đấy được, nên mình ra để skip qua ngay. Mình sẽ để chữ tiếng gần đấy thôi. Các bạn muốn mà Stellaron à? Của bạn giới. Nói chung đó là một cái cục nói chung đó là cái cục của một vị thần trong số các vị thần đã tạo nên cái vũ trụ này, đại khái tôi hiểu đó thế. Và tí nữa con Kaka này nó sẽ pop vào người nhân vật chính, hay thẳng ra là người chúng ta. Và nhập từ tài liệu đây, bản thảo các ta lời đầu. Cảm giác rất là nó khiến tôi hơi hoài niệm chút về Genshin. Nhưng Genshin nó không có kiểu công nghệ máy móc hay kiểu nhặt đồ này đâu. Chúng ta kiểu what the fuck, nó có thể đi nhanh không nhỉ? Chúng ta có thể bấm bài điều khiển không? Bài điều khiển ở đây, ok. Còn chuyện chưa hoàn thành. Cái phần con tàu Astra này đúng không nhỉ? Đây con tàu Astra đúng không? Chúng ta có thể rồi. À, đây là địch của mình không? Hay là quân đoàn người tốt? Ok, rất nhiều. Tôi nghe nói đó là khi chúng ta đánh đầu tiên thì mình sẽ tự được không? Ok. Nhưng tuyệt ký không bị hạn nên mình lại có thể chuyển sang việc nhiệt. Ok. Ô vãi cả trường. Stun Bay đó chính là điểm vậy, chúng ta không thể nào né đòn được. Nó không giống như kiểu Punishing hay là Honkai hay là Genshin, chúng ta có thể né đòn những thứ. The Whirling Way cũng có thể né đòn được. Nhưng mà Stun Bay thì game Stun Bay phải theo lượt này, chúng ta gọi theo lượt đi. Mở giáo trình ra có que gì. Giao diện nó cũng là này kiểu Genshin. Điều này một số bạn có thể bảo là bên Mi chó nó lười, nhưng tôi nghĩ là nó chả gọi là lười lắm, bởi vì nó copy paste từ game nó ra thì chả gọi là nó ăn cắp ý tưởng gì cả. Còn lười không thì tôi nghĩ là không, chúng ta có thể một chút, bởi vì một số bạn có thể không thích, nhưng mà đối với tôi thì tôi thấy khá là thích, bởi vì tôi thấy những thứ quen thuộc đối với mình ở đây. Và cũng vì là game nó có chút nét quen thuộc nên chúng ta sẽ dễ làm quen hơn rất nhiều, thay vì chúng tự dưng lại có một cái bảng menu mới hoàn toàn với các vị hoàn toàn mới. Ok, không đầy cả 8 phút trôi qua rồi à. Bớt cuộc bọn cắt. Ok, lại một đợt bắt đầu. À đúng rồi, đây xe nó đúng không, xe nó đánh trước à? Chúng ta đâu ra đòn trước, mình ra đòn trước thì mình được phép đánh trước, cũng như là mình được hưởng một số các địa điểm bắt hay gì đấy. Theo tôi học nhanh thì nó bảo các bạn có biết đúng không, có thể tương lai chúng ta sẽ lại đấy. Tôi đang nói đâu nhỉ, quên bé mất rồi. Vì đây là video kiểu trải nghiệm thật nhanh và trải nghiệm lần đầu tiên nên là tôi không có review rồi nhé, nên tôi không thể biết được là cái game này có điểm hay điểm chê nào, tôi phải chơi thêm dài dài nữa cơ thì tôi mới thể làm review được. Nhưng mà tôi nghĩ chắc bạn chẳng cần xem video review thôi, nên có khi tôi không làm. Ok. Thực chất ra một số hiệp sĩ mạnh nên tôi còn chả kịp nhìn cái thông tin nó tên là cái gì què cơ. Nó đúng chữ đen này. Mình báo hệ thống. Nó gót được dự ra đồng nghĩa tàn khốc à. Nó sao tôi hỏi
đó là cái bọn con quái vật lúc nãy chúng ta đánh nhau hình như là không phải bị tụ đề sói bạc của với các ca này là team khác, còn bọn sinh vật kia cũng là team khác, còn team của nhân vật chính cùng những người bạn nhân vật chính sẽ là team khác. Theo tôi hiểu hiện tại đó vậy, bởi vì tôi thấy nó không đồng bộ đâu á. Ok, một số giao diện cốt truyện tương tự với Yasin. Chưa tiếp đến giờ Yasin tôi còn đang phải bỏ giữa chừng đây, bởi vì máy tôi không được dung lượng. Đây là sói bạc à? Chạy đi lung tí đi ấy, có cái con que đấy điều tra à? Chúng ta có gì? Thì như chữ. Tôi không hiểu tại sao nguyên con tàu to đùng này mà không thấy phi hành đoàn hay gì cả. Còn máy tính thì cứ bật như này lên không sợ tốn điện à? Đổ cũng được con què đây. Tôi đang để tiếng Anh hay tiếng Việt nhỉ? Con bà nó. À, đang để tiếng Anh hay tiếng Nhật. Ok, xin lỗi bạn nhé, mình tôi cần bật lên vì tôi cũng đang không thể nghe được. Các bạn có thể nghe thực giọng tôi và giọng của game bình thường. Nhưng mà nếu tôi để bình thường, có tôi có thể nghe được ấy, thì các bạn sẽ không thể nghe giọng tôi, nên là vậy. Và nó hình như mặc định nó sẽ là voice tiếng Anh, còn sub sẽ là sub tiếng Việt tùy vào quốc gia cũng như nơi bạn đang sinh sống. Bởi vì cái tài khoản miHoYo của tôi nó đã nó sẽ là tiếng Việt rồi, cho nên là ok, nó sẽ tự biết điều chỉnh thôi. Còn voice sub tiếng Anh à? Cũng được, hồi đầu game chơi Genshin tôi cũng để voice tiếng Anh mà. Chúng ta đi không? Phải nói chuyện cái mới đi được. Nói thêm thứ kỳ lạ. Thứ quá. Rồi. Ok. Đi ảo quá. Còn đây là cái cục. Đây là Stellaron nhé. Ok, đây chính là Stellaron. Thứ sợ hơn Stellaron các bạn nó sẽ tìm. Quán á. Thợ săn Stellaron tức là cái thứ này nó còn nhiều hơn à? Tức là có rất nhiều cái thứ steroid này, tôi tưởng chỉ có một thứ thôi. Đấy. Đã thợ săn thì tức là phải có rất nhiều chứ đúng không? Mà điều khiển. Ok, đã thành công lấy được. Tất nhiên là không phải rồi. Nghe có vẻ đây là một thứ của một ông nam thần nào đấy. Nhưng mà tôi thấy ông ấy không đẹp trai, nên là tôi sẽ không thích lắm. Đã ra không của nữ thần hay gì đấy nhỉ? Kiểu tóc trắng, tóc dài màu trắng. Ok. Chủ Tele. Tôi sẽ tôi biết là không thể đổi chủ thể rồi. Nhưng mà tôi vẫn sẽ chọn nhân vật nữ. Còn tên sẽ là gì? Kia nè, God. Chúng ta sẽ để tên này. Ai mình nhân nữ à? Ok. Để bạn không quên được cái game này là rồi. Thế tức là chỉ cần bấm cái nút là chúng ta sẽ có một cái body à? Tuyệt vời. Được, wow. Tôi cũng muốn. Tôi không biết, tôi sẽ chọn theo cách của tôi vì tôi đang nhập vai như thế này và đây như thế này là tôi. Thật ra tôi đều biết đâu như khoan, no. Listen, you are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. Tôi biết là cô Kappa là rất quen vì tôi thấy cô này trên video trailer rồi. None of that matters. All you need to know is that I'm leaving and you will be left. Listen. Cuối cuộc hành trình tôi được gặp Kiana không? Elio là thằng đéo nào? Chắc là
Tôi chả biết đứa chọn câu nào vậy. Lovely. Hey, remember what you feel in this moment. That's the you I like. Cảm giác nhân vật này có nét hào hào giống Himiko, nhưng đây không phải Himiko. Đây vẻ nhân vật được tạo dựng trên nhân vật Himiko, tôi thấy hợp lý hơn. When you have a chance to make a choice, make one that you know you won't. Mười lăm phút trôi qua rồi. Tôi còn chưa thấy cái mẹ cá con tàu đây. Ok. Mà ờ. Đang hang ngang ở đang hang. Chắc là thằng cầm gậy người màu xanh lá cây cũng rồi. Hình như vậy, hình như đó. Cút con mẹ ra. Và đây là con Mark 7. Thế Mark là tôi chả biết lúc tôi đọc đúng tên nó không nhỉ? Với lại tôi trông nghe này khá mờ lem đấy chứ. Có hơi kỳ lạ khi mà tôi nhận mình là đây nhận mình không nhỉ? Vì đây không phải là kiểu Dark Souls hay là Elden Ring nên tôi thể tự make up nhân vật cho mình được. Nhưng mà thôi cũng sao. Đây là Mark 7, chả biết đọc đúng không? Còn đây là Dan Hay nhỉ? Quá thật thật. Kiểu mấy bố này để tiếng Trung cho nên là... Ok. Tôi nghĩ tôi tự hình dung ra được mấy đứa kia rồi nên tôi sẽ hỏi mấy thứ này. Quay về khoan điều kiện này. Plus, that's where we parked the Astral Express. Chắc chả cần giới thiệu đâu nhỉ. Thì tôi nghĩ là về xong ra tự đi mở thôi. Và tôi trong game cũng khá mờ lem ấy chứ. Thực sự với luôn. À, nếu tôi được Isekai vào tựa game này mà tôi có một cái body khác. À, nhân dạng trực tiếp rồi ấy. Cái gì? Oh, cái bóng trời ấy. Đó là tôi đi tưởng đến kia này xưa. Và cũng như đến hồi tôi mới bắt đầu chơi ở mình. Hồi đấy là cầm cái gậy bóng trời. À không, chính xác là gậy bóng trời, gậy gỗ hiểu không? Định vật, thuộc tính, hủy diệt. Ok, vận mệnh. À, cái vận mệnh nó là class đúng không nhỉ? Class nhân vật. Rồi. À, nhân vật Mark 7 chúng ta sẽ có được được tặng free luôn khởi đầu tiên, nó giống kiểu tôi không biết thế nào nữa. Được rồi. Để tí tôi có xem nhập mã code đâu nữa, tôi nhập vào code lõi. Code lõi tôi ngồi cái game này một phần để tôi lấy cái fame. Đó là tôi cũng là một số người đầu tiên chơi game này. Và thứ hai đó là bởi vì không biết giờ tương lai có nhưng mà kia nào có xuất hiện không nữa, nên là chúng ta cần phải biết là. Ok. Cũng chẳng nghe được con Max Seven nói con khỏe đâu lên là chúng ta sẽ có lẽ là sau tôi chơi game sau sẽ hình dung ra. Nó có quá nhiều thứ để có thể nhớ bạn ạ. Và đây là lần tiên tôi chơi một tựa game Standby. Ở đây, đây nút dừng power. Ok. What the fuck? Cái gì ấy? Shit. Xem máu ở đâu? À, máu bên kia. Từ trước game Standby thì... Sao mình cứ bấm nhầm như đấy nhỉ? Ờ, Fate Grand Order cũng gọi game Standby đúng không? Wow. Ôi, trong game này khá mờ lem chứ sao không ạ? Nếu tôi được Isekai ở game này, có khi tôi sẽ đi chi chính thân mình luôn, không chừng. Đây. Thực ra là không sao, đầu game không thể thua được. Nhưng sao giáp nó đánh kinh ấy nhỉ? Mình bấm có bọn nó đéo chết à? Ok. À, nhìn short em nó qua. Đã bấm dừng. What the fuck? Tôi bấm nhầm cái nào ạ? How the fuck có thể để skin bấm hết rồi đi nhá? Ow, ra là vậy. What the fuck? Nó vừa rút cung đâu ra ấy? À, nó rút mũi tên đâu ra? Nó cứ đéo gì vắn lại quá ấy. What the fuck? Ok. Có rất nhiều điều mà trong một hình dòng cố gọi chiến đấu phết đấy chứ. Tất nhiên rồi, vì tôi kinh nghiệm combat khá nhiều. Cốt lõi game này đó là tôi sẽ đi nhận các phần thưởng. Bởi vì ý tôi đó là mình được nhận free mà. Ngày mai tôi sẽ đi quẩy sự kiện nên tôi cũng sẽ cố gắng đi nhận thêm phần quà free ngoài đời nữa. Còn nhập mã code này thì tôi cũng sẽ nhập luôn.
để mình có thể tích thịt nhiều. Đồ mà không phải đồ thôi, có thật sự cô là người ở đây sao? Quan á? Con Max 7 này được giao nhiệm vụ shipper. À, chúng ta sẽ có giải lại đi, phải không? Chính xác ra nó là phi hành đoàn có tàu này thì nó phải biết được là người nào là người kẻ nói đúng không? Và sao bọn này nó cũng nhận ra cả tin nhỉ? Một đứa mặt lạ quắc nằm ngất trên tàu thì kể cả khi nó không biết gì thì vẫn phải cho nó vào tù hoặc cái gì đấy. Đây thì dẫn nó đi rồi. Còn cái nút gì đây? Oh, smartphone. Ê, từ từ. Anh cứ chưa qua rồi, có đây là gì? ID kho của tôi, hồ sơ nhà khám phá. Có tuần lòe gì không? À, ngày sinh, bữa sau sẽ ít, ngày sinh sau. Chưa có thì nhiều mấy. Ý đồ nhân vật chắc là cũng giao hiện cụ ở đúng không ạ? Rồi, nó cũng khá là giống cái kiểu Genshin thôi. Còn đây là cái... Được rồi, tôi sẽ nghiên cứu mấy cái này sau. Còn đây chắc là bảng thông báo game khởi hành cái thứ rồi, ok. Tôi không đang khỏe với mai đi quẩy game hết nhỉ. Còn nút nhập code đâu. Đây một số cài đặt này, chất lượng không giả này. Đồng chí con nữ này, người dùng, trung tâm người dùng. Vậy thì... Rồi đây, đây chỉ kiểu thiết lập thôi. À, nhập cốt đâu nhỉ? Hoàn thành nhiệm vụ mới được mở. À, năm sau nhiệm vụ chắc chắn không phải. Các khoang của các tầng luôn đó. Phết ghê thật. Còn hơi bớt, chúng ta có khoảng hơi bớt. Rồi có lẽ là tôi sẽ phải ngồi cái game tiếp thì tôi mở khóa được cái phần nhập cốt. Được rồi, ok. Chiếc hợp cái W đấy. Khá đủ. Rồi tôi phải siêng năng đi nhập mấy cái mảnh nhiệm vụ đấy mất. À, phải đập ra biết ngay mà. Ở bên trong này có một que gì? Tôi chẳng biết tôi vừa nhận được cái gì. À, rồi video nó sẽ từng ngày thôi. Xin chào hẹn bạn không? Trong video tiếp theo. Bây giờ tôi sẽ đi khám phá tựa game này một mình hoặc là để ngày mai không chừng. Bye bye.